Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai năm 2023. Theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng được giao làm trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Trương Thị Kim Huệ là Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi. Ban chỉ đạo còn có 5 phó ban là Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đặng Thị Kim Thắm và 3 Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo là các ông Võ Ngọc Thạch, Đỗ Huy Khánh, Đỗ Đăng Bảo Linh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi. Toàn tỉnh có hơn 33.260 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 26.000 thí sinh hệ trung học phổ thông và 7.250 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh có 95% thí sinh đăng ký thi với hai mục đích là vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học. Chỉ có 5% thí sinh đăng ký thi chỉ với một mục đích là xét tốt nghiệp và không xét tuyển đại học. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra trong 3 ngày. Trong đó, ngày 27 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. Ngày 28 và 29 tháng 6, thí sinh sẽ thi các môn theo lịch thi của Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố.